Hồng Lĩnh xin chào anh chị em và ông bà cô bác. Chào cả nhà ngày hôm nay đến Lâm Bình đó cả nhà để lấy cỏ chỉ về cho nhà thuốc của chú Tư ngoan chứ một loại cỏ chỉ này cũng là một vị thuốc đó quý vị. Bà con bà cô bác đang vô bao, người vô bao người cắt quý vị đó. Đi ở đây cũng được rất đông. Đây quý vị. Đây này, đây. Đây là chuyên nghiệp như vậy, đây là chuyên nghiệp trồng cây á. Đúng rồi, chuyên nghiệp trồng cây á, chứ không phải là để tạo tiền. Đây cũng chuyên nghiệp nữa nè, là chuyên nghiệp cấp sót. Hết rồi hả bồ? Hết rồi hả? Rồi không còn gì nữa. Đây là quý vị, cậu bước đây, bước này cầm máy luôn ta. Là hết luôn rồi còn cái nữa. Hỏi ông Sáu ơi, còn chỗ nào nữa không? Về ông Hai ơi. Nó đã mùa bầu xịt rồi. Nào quý vị không cả nhà. Ở thiếu đây 5 phút à. Đường mình đi vô đó thấy cục đất cỏ nhiều quá, con mé nhiều nhiều quá, nhiều lắm á. Nếu to mà đi giảm 10 người. Lâu lâu cũng mệt. Cả nhà thấy bây giờ là có ý nghĩa cho mình được đăng ký kênh nha cả nhà. À. Cái này có bao nhiêu đâu tiền mà ông nói mình đóng. Đây cái nhà. Ở đây hết rồi còn đâu nữa ta? Ở đâu chú? Ngay chỗ cái đám bồ bồ hả? Hả ở ngoài? Cục bãi của mình đó, bơ hổm hả? Nè quý vị, thấy không? Bà này là lấy luôn hết luôn hả? Không không làm hả? Nhà lấy bây giờ là có nghĩa cho mình được đăng ký kênh nữa nha. Phát Phan hỏi chị ở đâu lại đây bán bánh nè chị? Cho biết rồi. Cho biết ở đâu bán bánh vậy? Dạ không, cái này không đi bán, em đi tặng vậy, sắp ra đặng cho mẹ em đi. Tặng hả? Kính thưa chị, đây có đội từ thiện của tôi làm tình nguyện, ví dụ cô ở đây bán bánh cô đã. Ê, nước ngồi đi hết rồi, đi về đặng luôn á, khỏi lấy. Sao không để ngoài đầu đồn kìa, xe em bị lủng rồi. Nước của mình đi về đặng luôn rồi, à hết này đi về luôn đó. Đâu có còn chỗ nào nữa đâu. Để xe chạy đặng luôn này. Ừ. Đi ra đây lấy xe chạy đẳng thế nào? Bây giờ đâu còn chỗ nào nữa đâu mà làm nữa, hết cỏ hết thuốc rồi, hết chỗ chỉ rồi. Còn ở đằng chỗ kia quánh thêm chậm nữa. Cả nhà thấy video này có ý nghĩa cho mình một lượt đăng ký kênh nha cả nhà, tại vì cỏ chỉ này cũng là một loại thuốc.
để về cho nhà thuốc của chú Tư Ngoan ở dưới Long Bình, ở Bình Thủy Bình Mỹ đó quý vị, để cho chú hốt cho bà con cô bác người ta. Đây con nào có dây không cho thở đây. Mạnh không, máy này mạnh không? Ừ, máy mạnh không? Ừ. Máy bị gì rồi? Nó không có cái đầu chim phải không? Nó muốn có đầu chim mà phải cái một là đi kiếm nó xuống dưới cờ nó. À, coi giờ thì có tiếng ồn thì cả nhà thì nghe có tiếng ồn thì có ấy dùm, tại vì đang lấy thuốc bằng máy bắt cỏ quý vị. Đây là một loại cỏ chỉ để nhờ cho nhà thuốc của chú Tư Ngoan á, để ống hút cho bà con bị bệnh gan này nọ các kiểu. Nhà thuốc của chú Tư Ngoan ở Bình Thủy Bình Mỹ á quý vị, thấy không nè, đây là thấy không quý vị, nhà thuốc dân tộc Nam Bình Thủy Mỹ. Có dây không Sơn? Bơm ơi. Bơm ơi. Chạy mà đâu phải rồi mình bắt. Cảm ơn. Mới đằng đó cháy thì lại tắt lại đi đây dịch không bị. Tôi đã tắt. Làm bên ngoài rồi. Còn xăng không? Còn cứ thiếu cái gì kìa, còn cứ thiếu xăng à, sao cháy lâu lên nổi, còn đóng đâu còn nước thiếu à. Nè anh thứ mấy vậy? Ba anh hả? Ừ, anh Năm đó hả? Rồi mới biết anh Năm. Anh kia thì anh kia là anh Tư hả, anh Sáu? Cả nhà, thấy không cả nhà, anh em cũng tích cực lắm, cả nhà nước đâu cũng đi làm để kiếm một chút phước về để cho con cháu ngày sau quý vị. Thầy có nói việc nhà quý bạn đã xong hiệp nhau làm phước cứu võ lòng nguyên nhân quý vị, hay là tôi đền nợ thế cho rồi ngày sau sẽ phải đứng ngồi tòa sen đâu quý vị, thấy không quý vị, mà con già trẻ đã trẻ gì cũng dán làm để kiếm một miếng phước hướng đức để về cho con cháu ngày sau quý vị. Hết rồi, cái chỗ mình nó làm Cần Thơ nữa là xong nữa. Ủa, đặt chân nước luôn không? Lên với ai chị? Lên với bên sông kìa. Nó là hả? Nó ông vua cắt ẩu đó, nó thứ nước hả?
đi loại chỗ mới nữa nghe nhà, nãy chỗ cũ nước nhiều, cái này là cỏ để chanh cỏ có chỉ nhiều quý vị, cả nhà đang anh em bà con cô bác đang lấy cả nhà. Thấy cái video thì có ý nghĩa cho mình được đăng ký kênh nghe cả nhà. Ta nạt lại văn vô hết trơn rồi. Thấy bây giờ mình có nghĩa cho mình được một cái kinh được cái chia sẻ nữa nè. Để cho ba em ra được những cái video mới mấy vị thuốc quý vị. Kêu nó cắt kỹ kỹ cái này nè, nè. Chú Quân cắt máy này luôn, chú Quân nào cái gì đây là mấy cô gái Long Bình nha. Bọc nước mình chưa có lấy phải không? Hai bọc nước mình bán xe. Nghe ồn ồn quý vị thông cảm nha bà con cô bác. Nhà đây vô cho cái vườn xoài. Tới tới coi. Đông đó. Bên đó nữa. Cái này máy đông quá đông quý vị ơi. Đông mà cắt ngao luôn. Đông cụ già lấy 7 mấy tuổi, 80 tuổi rồi. Ông năm nay nhiêu tuổi rồi chú bộ? 81 rồi hả? Không có gì. 81 rồi còn muốn đi làm bước kiếm miếng vốn về về nữa quý vị ơi. Đây mà ông này là 81 nha quý vị. Bữa nay là ông này 71 nha. Hello bà con cô bác. Ta cuộc dây mở bao tay rồi đúng rồi. Đây thêm nội nữa quý vị. Cái chỗ hồi nãy chú kêu điện lại chỗ đó nhiều không? Nhiều không? Chú coi nó tính coi. Nhiều không?
vậy chị rồi. Bây giờ này có ý nghĩa cho một lượt đăng ký kênh nha quý vị. Dạ thì bà con cô bác ủng hộ cho em đi để được 1.000 người đăng ký kênh với 4.000 giờ xem quý vị, để cái kênh của em mặc kiếm tiền để trang trải cho mấy chú thầy già, để đổ xăng như vậy hay nữa là cơ xe mấy chú hư thì mình có số vốn đó để sửa xe cho mấy chú cái gì. Ông cô bác cũng thôi tình giúp đỡ để đăng ký đủ 1.000 người đăng ký kênh cái gì để cứ 4.000 người xem thì em cũng được 600 mấy rồi, cũng còn có 300 mấy nữa cái gì dán để đăng ký đủ cho em để giúp cho bà con cô bác. Và chú 71 tuổi, mấy ông 71, 72 tuổi cũng không có làm cái gì có tiền cái gì. Nhờ bà con cô bác ủng hộ đăng ký kênh tiếp để bật kiếm tiền. Để sau này tiền đó để cho mấy chú chạy đổ xăng ngày nọ cái gì. Mời các bạn cơm nha. Bữa nay dán đâu không à. Thôi đi về luôn rồi chứ. Đó, đó không sao, đó không sao. Em một cốp nha quý vị, quý vị. Còn mình đây nữa. Không anh ơi. Bây giờ xin kết thúc ở đây, các bạn thấy bây giờ cái ý nghĩa thì cho mình vừa đăng ký kênh, xin chào bà con các bạn.